Vừa qua kỳ họp lần thứ 2, Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Mexico về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đã diễn ra tại thủ đô Mexico. Mexico dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng phụ trách ngoại thương kinh tế Mexico Luz Maria de la Mora. Tại kỳ họp, hai bên nhấn mạnh vai trò của cơ chế Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Mexico về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong việc thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều thông qua tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và đặc biệt là phối hợp thực thi hiệu quả hiệp định CPTPP để tận dụng triệt để các cơ hội mà hiệp định mang lại. Tiếp tục tăng cường phối hợp hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như nông nghiệp, khoa học công nghệ, tài chính, y tế, giáo dục, vân vân. Theo thống kê của Bộ Công Thương Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mexico năm 2018 đạt 3,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2017. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đạt 2,24 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 1,11 tỷ đô la Mỹ. Thì chúng tôi cùng các cái bộ ngành liên quan của phía Việt Nam và Mexico thì rà soát lại tất cả các cái lĩnh vực mà hiện nay hai bên đang có cái hợp tác và cũng đã đưa ra những cái đường hướng, định hướng để có thể phát triển trong cái thời gian tới và nhất là trong các lĩnh vực về thương mại, lĩnh vực về công nghệ, sở hữu trí tuệ. Chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao thương giữa hai nước. Mexico có cơ hội xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm nông lương thực, chế tạo máy, ô tô và phụ tùng ô tô. Mexico là thị trường quan trọng với nhiều mặt hàng của Việt Nam như điện tử, thủy sản. Chúng tôi mong muốn lĩnh vực tư nhân của hai nước tận dụng cơ hội thúc đẩy thương mại song phương. Mexico mong muốn tiếp nhận thêm đầu tư từ doanh nghiệp Việt Nam. Kết thúc kỳ họp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Lơ Maria de la Mora đã ký biên bản kỳ họp lần 2 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Mexico về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.